Đây là một loại cây được rất nhiều người ưa thích lựa chọn trồng vì quả của nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, vitamin tốt cho sức khỏe, kèm theo đó là hương vị vô cùng thơm ngon. Xin giới thiệu với các bạn dòng cherry Brazil, một loại cây thân gỗ có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại vườn cây cherry Brazil, hàng cây trưởng thành các bạn nhé. Đứng cạnh mình đây là một cây trưởng thành các bạn này. Những cây này thì chúng sẽ có chiều cao vào khoảng tầm 2 mét rưỡi đến 3 mét các bạn nhé. Rất là sum suê cành tán phải không ạ? Đây, các bạn thấy là bộ tán của chúng này. Đấy, loại này thì được khoảng tầm 7 đến 8 năm tuổi các bạn nhé. Rất là sai. Các bạn về trồng chăm sóc thì khi mà những nứa mầm của chúng bắt đầu đâm chồi này nọc ra thì chúng ta bắt đầu là sẽ được thưởng thức những nứa hoa, nứa quả của chúng rồi các bạn nhé. Như những cây này thì chúng sẽ có chiều cao thoát thân và khoảng tầm 25 đến 30 phân các bạn nhé. Thân rất là to các bạn này. Đấy, đường kính gốc vào khoảng tầm là 6 đến 7 phân các bạn nhé. Đây, bên mình thì nhập trực tiếp cả cây về, đang quay trong bầu, râm ủ rất là kỹ lưỡng rồi. Về các bạn cứ an tâm trồng, chăm sóc thôi nhé. Hiện tại thì nhà vườn mình cũng có số lượng rất là nhiều. Các bạn thấy là đây, rất là nhiều cây các bạn nhé. Đấy, giá thành tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, cây nào của đấy đều xanh tươi, tươi tốt. Ngoài làm cây cảnh ra, cây ăn quả thì trong quả cherry cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Hiện tại nhà vườn mình cũng đang cung cấp những cây giống của dòng cherry Brazil như này các bạn nhé. Chúng thì có chiều cao khoảng tầm hơn 1 mét các bạn này. Những cây giống này thì cũng đã được bên mình nhập khẩu trực tiếp nguyên cả bầu về. Bầu rễ của chúng rất là ổn định. Đây mình sẽ bóc lớp bầu này ra cho bạn xem này. Đấy, các bạn thấy là rễ đâm xuyên mặt bầu rất là nhiều đấy nhá. Rễ tua tủa này. Bầu rễ rất là ổn định. Dòng này thì rất là khỏe thôi. Các bạn trồng có thể sinh trưởng phát triển ở mọi điều kiện khí hậu thời tiết nhá. Đấy, rất là ổn định. Đây, những cây như này các bạn về trồng chăm sóc thì chỉ khoảng tầm hơn 1 năm là chúng sẽ bắt đầu ra những nứa hoa bói đầu tiên nhá. Những cây tại vườn mình cũng đã bắt đầu đâm những nứa chồi, lọc rất là sai các bạn này. Đấy. Đây mình nhắc thử một cây nữa các bạn xem này. Thời điểm đầu xuân cho nên là nứa mầm, nứa nụ của nó sinh trưởng phát triển rất là nhanh thôi. Đấy. Khi mà những nứa mầm, nứa nụ này kéo ra thì những nứa hoa của chúng sẽ kéo theo những nứa mầm, nứa nụ đấy nhá. Rất là sai hoa, sai nụ. Những cây giống như này hiện tại nhà vườn mình đang bán với giá là 150.000 đồng một cây các bạn nhé. Vườn mình thì nhập khẩu về số lượng rất là nhiều, đa dạng chủng loại, kích thước từ các dòng cây giống, cây trai đến những cây trưởng thành của dòng cherry Brazil các bạn nhé. Để các bạn có nhu cầu muốn sưu tầm dòng cây này cho khuôn viên gia đình mình thì hãy liên hệ nhà vườn Huy Hoàng. Bên mình chuyên cấp các dòng hoa, cây quả ngoại nhập. Địa chỉ vườn mình ở phố Nguyễn Bảo Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Số điện thoại Zalo là 092 692 2886 nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này để không bỏ lỡ những video mà nhà vườn Huy Hoàng chuẩn bị cung ứng nhé.